xin giới thiệu với cả nhà, đây là cây thần kỳ. Người ta đồn rằng là ăn cái thần kỳ này nè, nè, là ăn vô là mất vị giác gì đó, mọi đồ chua thành đồ ngọt hết. Để bữa nay mình ăn thử coi nha, ăn cái thần kỳ. Tiếp theo ạ. Đây cá tắc. Tiếp theo mình sẽ ăn cá tắc. Thử coi nó có chua không. Ủa. Ngọt thiệt. Ủa. Bây giờ đi thêm nữa. Để mình sẽ đi hái ăn cá cóc. Đây là cá cóc. Ăn cá cóc coi. Ôi. Ngọt thiệt. Ngọt thiệt. Ô. Cái thần kỳ nó làm cho đậu chua thành đậu ngọt thiệt nha mọi người. Đó. Để mình kiếm đồ chua. Kiếm đồ chua thử nha các bạn. Khu vườn này đủ loại trái cây. Để đi qua hái cái chanh ăn thử. Chứ nãy giờ ăn cốc này thấy ngọt quá. Ô. Ô. Ngọt quá. Em đi kiếm cái chanh nha. Đây. Đây là cái chanh. Bây giờ để thử cá chanh nha. Ngọt đó. Không có chua. Vậy là cá thần kỳ nó ngọt thiệt. Nó làm cho đồ chua thành đồ ngọt thiệt. Cái này làm đúng nha. Quá. Wow.